Thật sự đó. Cái người con mấy con chè lụa thí ra cái lấy kéo cắt lại tôi như thường á. Đây là bạn là à, giờ thảo cái cây. Ờ, em nè. Ủa? Mấy chè nè. Chè hả? Nay nay đâu hả? Trời, nay về Vĩnh Long ghé, vừa anh nói ghé, lâu lâu ghé, vừa mua nè. Ủa, đi bả đi. Con nó gì đứa nó rẻ, ngon. Đó là nghiện ký hả? Con nó còn gì? Về anh luộc thấy ra nha. Rồi, tắt vàng lốt. Rồi, chào cả nhà. Nay mấy anh em mình sẽ đi một chuyến về Vĩnh Long rồi cả nhà. Về quê của anh hai, về quê vợ của anh hai của Chim cả nhà. Giờ anh em mình sẽ mua ít sò về chứ mình chấm dưới là mồi nhậu á chị em. Sẵn dịp hơi đám giỗ nhà của chị nè, có bán là mình đi chu phí luôn, thấy làm sao luôn sẵn dịp luôn. Mời về ở dưới có đám giỗ luôn nha cả nhà. Có con đó hả? Có vài con đông đó hả? Con này con gì ta? À, giống như con nghêu vậy. Nè, cái lưỡi kẹp không? Kẹp, kẹp à. Lấy 100 ngàn đi. Này như kế? 35 ngàn, 3 kg luôn. Anh kẹp là nhiều vậy. Có review luôn đó nha. Review luôn. Cái này là cái con sò dặn đâu rồi? Này sò dặn đúng không? Ừ, sò dặn á. Bả. Cái này con dòm. Nhiều với cua anh kia á. Này luộc rồi, hở miệng ngay rồi lấy kéo cắt. Ba tư gì đó. Cắt phải ngựa con hả? Anh phải luộc nước rồi, anh nước mới ngon chứ. Anh luộc thở ra, tại vì con bự quá. Phải cắt 3 tư đi vô, biết gì không? Đi vô nữa, mở hành, mỏng nước còn ngọt đó. Quan cảnh mọi người làm lát cho tôi.
Đây cuốn lát quá trời luôn cả nhà. Đây là lát vịt chiếu á. Có gì vui vui cho con cá nha. Cá nước dài có đầy đủ. Thì người ta đang cắt lát cả nha. Cắt lát, cắt lát. Làm lát à, đây bột. Anh Hiếu. Dạ anh có gì không? Dạ có. Cứ làm bình thường đi, làm bình thường đi. Đây là vũ lát vũ lọc lọc ra phân loại cắt này có đo ni đúng không? Cắt đo ni xong rồi vô đó chẻ chẻ không kiểu chẻ quá lấy năm kẹp với năm chẻ cho tôi con không có chẻ được. Năm lát này mình bao lâu mình lấy thu hoạch được một lần anh Nam? 4 tháng. 4 tháng này như tầm lúa ta đây xịt thuốc rồi lúa là mình mỗi một lần vậy mình cái cây con vậy là mình xài được bao nhiêu lâu anh Nam? Xài hoài cả chục năm cũng chừng, tùy theo mình giữ cỏ, giữ kỹ cỏ xài lâu còn không phải để cỏ không phải phá cái lợi. Đó là đỡ từ như ha. Ừ, là mỗi lại. Nếu cỏ mình xài 50 năm cũng được. Đừng cho bỏ. Cái xài mãi. Phát gì nó lên tiếp tục. Là phát gì lên rồi là mình thấy nữa. Có 10 cua, 10 rồi nay gần 20 năm mà chưa phát cái lại nè. Từ cỡ 16 17 năm vậy nè. Giữ cỏ mà. Miếng này nè, miếng đang bằng nè. Cũng là cũng có thâm niên dữ vậy ha. Ủa, này là ăn rút không? Quay chơi, nhậu rồi. Sao có nhậu rồi? Đúng mà dắt đi không giới thiệu bị đòn nghe. Quay cũng quay cái này là mời tốt lon bia. Mày hả? Hòn lon bia nói trước á. Vậy thì tao bữa sáng rồi tao đâu có kêu đâu rồi giữ gốc được. Thằng này nè kêu tôi là bác à. Ờ, vậy đâu có được. Không phải con gì táo à. Vậy mới không. Chiều phải đổi lại mới được. Ta có 10 con cái à, cái 5 con còn 5 con để ai ăn đây. Con nhóc mày ơi. Rồi coi cho mấy dạ tao nghe. Chút xíu à. Nhẹ thôi. Dễ nhỏ nhỏ hả? Phơi khô rồi xong rồi lại kêu nó dễ cho nắm rồi. Năm nay về không có đi đâu á. Đó này là đó là chặt đuôi á. Cái này là mới vừa phát ra xong nè. Giờ mình lựa lại. Cái này mới vũ rồi nè. Vũ lát mà manh lát lỗi đâu ra. Lấy cái loại lát tốt. Phải lấy cái cây đỏ trên cao ở này rồi phải lấy hết nè, chừa tài ngang lấy khúc xanh không à. Khúc bỏ bỏ rồi vậy. Bạn giả lát á. Bạn giả cho ngon nha, ngồi lại không lại ba nha. Anh bạn làm gì ạ? Bán gì? Kim chiến rồi trẻ. Trẻ đây tôi thằng Út kìa. Gặp nói chứ để bắt trẻ tâm. Tâm rút cái tâm. Để tôi rút đi. Đây làm gì bọc không ạ? Chưa tư gà, tư lại rút cái này. Dắp vậy chào ăn. Nên nó đẹp đẹp lên. Okay. Lên tưới cái nước gì tao rồi. Tới nhà ông rồi á. Nước lạnh á. Nước lạnh hả? Nước mát mà. Rồi xong rồi chỉ cho thằng em mình nó vô nó đứng coi rút luôn. Sắp đo. Rồi rút cái chứ. Chim vàng hồi lại chứ ngon vàng. Rút luôn là thằng băng rồi coi. Rồi quay đó, quay cái đuôi luôn, lát luôn. Đừng lấy hết. Nó luôn hơn 5 phút bó. À, đây là bé đào của Đại Hòa, trái tim nông. 5 phút bó.
này là làng nghề thủ công mỹ nghệ đó, thành làng nghề. Cái gừng rút với cái mì thẻ kết hợp với mì xương rút mà nhỏ mỏi nó cũng mấy mất rồi. Không này làm thuốc tám chứ không có ai thuốc hả? Thuốc vậy thì đứt vô rồi đứt cành nó thấy ra cái điều đó hay mấy cái đầu đó mình thấy cái vàng giữ dần mà nó không cầu luôn ha. Nó khỏe chứ nó kia giúp dở lắm. Cái mưa mà đi ra bưng cơm ăn mà thấy chỉ như tới là bỏ cơm chạy. Tí em vô rút đi em. Thôi không được. Chén vô quay rút chén. Làm thử nắm. Được chưa? Mình phải thử đó, nắm rút vậy đó. Nắm rút thử chứ. Qua review mày mình phải làm thử chứ. Làm thử coi. Vậy? Rút thử nắm lại đi. Trải nghiệm hả? Rồi bên đó đó, ờ bên đó rút. À. Rút. Mạnh đại á. Mạnh đại á. Mạnh á sao mấy cho làm. Ừ, đại á. Đó. Rồi cái này làm lát rồi biết à. Rồi. Được á. Thôi thất nghiệp ra đây làm luôn. Rồi kêu em vô. Dễ mà. Rồi vô thì mình cái gì cũng phải sắp. Rồi cứ em đi. Này vòng hồi vòng đã luôn nè. Sắt không có bằng đầu bằng đuôi nè. Để cô để bằng bằng á, để bằng bằng. Đó, vậy đó có gì đâu. Rồi, ok. Đó đi chú. Một tay một à. Mạnh lên. Mạnh đại, mạnh đại đi, mạnh đại đi, đừng sợ gì, đừng sợ. Đó. Lên cho đi đúng nữa. Mày kéo ngon hơn. Đó, được rồi nè. Làm đi chú. Thất nghiệp chắc con qua đây làm luôn quá. À cái này rút cũng dễ quá ha, cũng được đâu, nó phải nè. Mình sắp lại không ngay thôi, mình chưa quen á. Rồi rồi. Rồi. Bằng từ cái đầu đó dài vô tới này. Hồi này nó cái này là người ta gọi là chài. Phơi phơi xong như vậy nè, phơi xong phơi như vậy cho nó gáo gáo rồi cái bó lại. Cái này là trẻ rồi đúng không? À, trẻ rồi đó. Nó trẻ rồi phơi vậy. Mới chài đây mà thở hết vậy. Phơi phơi xong như vậy cái bó lại thành bó khoảng bao nhiêu đó cái mình chài ra. Vũ. Rồi xong rồi cái nó khô cái mình bắt đầu vũ. Cái này nó chài với mấy cái lá vậy nè. Ừ. Thôi chài nè, cái trang như chài luôn. Đó. Nhưng mà thả chài ha. Chài đổi đầu, đổi mặt. Đỡ cái lợi đó, ăn vậy nè. Đó là như nói là ví dụ mà trẻ xong rồi phơi. Ừ, đó là trẻ. Là... cái này trẻ xong rồi. Trẻ xong rồi nè. Nãy mình trẻ bển rồi, giờ phơi ra vậy nè. Phơi xong rồi bó lại mình chài. Ừ. Thôi bó lại chài khô đem vô nhà. Rồi cậu, cậu thử bó này vũ đi con. Vũ quá hả? Vũ bó lên. Vũ cái đuôi nè, vũ vũ giống như cậu vậy ha. Ừ. Thử đại nó. Đó vũ gì đó. Hay là vũ, vũ cho nó ra cái lá ủ dưới chân. Chài lại nè, chài lại đó. Phơi tiếp. Chài cho nó khô thiệt khô. Nó khô trắng thôi là đem vô chất. Tao đi về là ngày nay là 500 ngàn á, tao khỏi mừng đó. Vậy là xong đúng không? Vậy là tới lúc nó khô là tới tao mua. Là hoàn thành đem vô bó bự rồi. Gom miếng bó này là bó hình bó bự mấy chục ký.
cân. Hiện tại thì giá giờ là tầm khoảng 14.000 ký. Lại này quay mấy bà đi Vũ nè. Lá khô. 14.000 một ký. Một ký lá khô. Lát nhất á. Là thương lái xuống nó mua. Lái xuống nó mua. Ở đây có cái điểm tập kết trên này. Thì ở vùng này thì cái bằng lát này cũng như là cái làng nghề luôn. Là ở đây là cũng tỉnh, nó cũng về đây nó Vũ hồi nó không còn tỉnh nào mới báo. Vũ hồi giúp hết chân xúc hết đó. Lát này hồi xưa là ở dưới quê mình có đám tiệc đồ gói bánh là ta dùng cái này nè, ta gói nè. Gói bánh bằng bánh tét rồi là gói bằng dây lát này. Giờ thì dạch chiếu rồi làm đương cái thủ công mỹ nghệ á, cái xe là thành công chỉ người ta đương. Vũ đúng rồi đó, thấy không? Có anh không điệp tay thôi, nắm dưới góc á. Tạm ổn, tạm ổn. Này qua đây làm khoảng 2 ngày đi gành à. Trời này mốt em qua đây em làm luôn hả? Ôi giờ dễ à. Nè, thả đi nè. Thấy đại đấy hả? Nó hết lá chưa rồi. Nó hết lá rồi, nó khô rồi đó. Khô rồi. Chú ơi mà sát dưới góc á, Vũ nó mới ra dễ. Này khó rồi. Trải nghiệm mà tắm rồi góc đi.